Hello xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của ClickBuy. Đây là Google Pixel 5. Ở thời điểm mà cách đây khoảng tầm 4 tháng gì đấy mình nhớ không nhầm thì cái mức giá của con Pixel 5 này nó sẽ loanh quanh khoảng tầm mà trên dưới 10 triệu gì đấy. Thế nhưng bây giờ khi mà mình xem lại giá hơi bất ngờ là cái mức giá nó đã giảm chỉ còn chưa tới 7 triệu tại Clickbuy và các bạn có thể tham khảo thông qua đường link mình để phim dưới phần mô tả video này nhá. Với mức giá này thì đây thực sự sẽ là một con máy khá là ngon dành cho bạn nào cần tìm một con máy nhỏ gọn để sử dụng. À, bởi vì kích thước của nó thì cũng sẽ ngang với con iPhone XS thôi các bạn ạ. À. À, phần viền cũng được làm bo cong và mặt lưng cũng được làm nhám cho nên là cảm giác cầm nắm sử dụng cũng rất là thoải mái và rất là êm tay sử dụng thao tác một tay trên màn hình này hoàn toàn là bình thường và phía sau mặt lưng thì nó sẽ được tích hợp luôn cảm biến vân tay một chạm rất là tiện lợi thực sự khi mà mình xài những con máy iPhone chỉ có Face ID và dù có khả năng mở khóa ngay khi mà đeo khẩu trang đi chăng nữa à, thế nhưng nhiều lúc mình ra đường đội nói vào thì mình vẫn phải nhập passcode giống như thường à, còn với cảm biến vân tay như thế này thì mình chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ mở khóa ngay lập tức À, về màn hình trên con Google Pixel 5 thì cũng khá là ok. Kích thước vừa phải là 6 inch này, độ phân giải full HD+, tấm nền OLED cho nên là về khả năng hiển thị nó cũng quá là ok. Cũng chả có điểm gì mà chê trong mức giá này. Đặc biệt là nó vẫn sẽ có luôn tần số quét cao 90 Hz à, và kết hợp với một cái UI thuần Google nhẹ nhàng cho nên việc trải nghiệm hàng ngày vuốt chạm trên màn hình thực sự nó quá mượt luôn các bạn ạ. Mặc dù cấu hình trên con Pixel 5 nó sẽ không được cao cho lắm, nó chỉ được trang bị con chip tầm trung, đó là con Snapdragon 765G mà thôi. Nhưng đối với những con máy Google Pixel thì dù được trang bị con chip nào thì nó cũng sẽ không còn quan trọng, bởi vì trải nghiệm bình thường hàng ngày nó vẫn ngon, chạy kém bất cứ con máy nào trong cái tầm giá này đâu. Nhiều khi nó còn mượt, còn ổn định hơn những con máy Poco hoặc là Xiaomi được trang bị con chip Snapdragon 870 đấy các bạn ạ. À, thế nhưng mặc dù là sử dụng hàng ngày mượt mà như thế này nhưng mà cái khoản 9 game nặng sẽ không phải là điểm mạnh của con Google Pixel 5 đâu nhá. Nếu như mà các bạn chiến game nhẹ nhẹ kiểu Liên Quân Mobile này, Liên Minh Tốc Chiến hoặc là mấy game có mức độ họa 2D thôi ấy thì nó còn ok. Chứ còn với những tựa game nặng hơn thì mình cũng không khuyến khích anh em lựa chọn con máy này đâu nhá. Và do đây là con đẻ của nhà Google cho nên là phần mềm cũng sẽ được rất là ưu ái. Với những bạn cập nhật Android mới nhất thì đây sẽ là một con máy đầu tiên từ hỗ trợ và thời gian cập nhật của nó thì cũng còn ít nhất là tầm 3 năm nữa. Rất là mái cho các bạn có thể là sử dụng lâu dài rồi. Và nhờ sự nhẹ nhàng và sự tối ưu cho nên là nếu như các bạn sử dụng cái sản phẩm này lâu dài thì cũng không lo bị giật lag quá nhiều giống như là nhiều sản phẩm khác. Các bạn cứ trải nghiệm qua con Google Pixel 2 hoặc là 2XL là biết ở thời điểm này thì nó vẫn còn mượt tới cái mức nào. Tiếp theo về camera thì con Google Pixel 5 này cũng sẽ thuộc vào hàng khó có đối thủ trong cái phân khúc tầm giá 7 triệu như thế này. Dù nó sẽ không được trang bị phần thông số cũ nhưng mà về trải nghiệm thực tế thì thực sự nó quá là ok luôn các bạn ạ tốc độ chụp này và tốc độ lấy nét thì nó quá nhanh và với những bức hình trong điều kiện đầy đủ ánh sáng như thế này thì khi mà mình chụp ra và mình dung vào thì nó nét thực sự luôn màu sắc lên tươi tắn này và các chi tiết nó thể hiện cũng rất là tốt còn trong điều kiện chụp đêm thì nó tự tin ăn đứt tất cả những con máy trong cái tầm giá này thậm chí trong phân khúc tầm 8 cho tới 10 triệu thì cũng chưa chắc đã ăn được con Google Pixel 5 này đâu còn về khả năng quay phim thì đối với con Google Pixel 5 này nó sẽ quay được độ phân giải tối đa là 4K 60fps À, chất lượng thì cũng gọi là độ dùng chứ nó sẽ không thể nào mà bằng được những con máy kiểu như là iPhone XS hoặc là mấy con máy Samsung trong cái tầm giá này đâu nhưng với nhu cầu của đại đa số mọi người thì chất lượng như thế này cũng gọi là tốt quay phim hàng ngày thì vẫn rất là ok và bình thường nếu như mà các bạn lựa chọn những con máy gọn gàng kiểu này kiểu như là iPhone SE này iPhone XS hoặc là Samsung Galaxy S10 rồi S20 à, sẽ có thời lượng sử dụng pin sẽ không được tốt thế nhưng đối với pixel 5 thì nó lại hoàn toàn ngược lại do con chip 765G nó sẽ không ăn quá nhiều điện thế nên thời lượng sử dụng pin nó cũng sẽ trâu hơn những con đấy khá là nhiều à, nếu mà so với iPhone 12 thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút thế nên về pin thì các bạn cũng đừng có lo là nó yếu quá mặc dù là không quá trâu nhưng mà cũng gọi là đủ dùng rồi Nói chung với những mức giá chưa tới 7 triệu ở thời điểm này thì đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ hợp lý dành cho những bạn nào đang cần tìm một con máy nhỏ gọn nhưng mà phải đáp ứng được những yêu cầu như là màn hình đẹp này, tần số quét cao, camera vô đối trong vân cúc, sử dụng hàng ngày mượt mà và thời lượng pin cũng khá là tốt. Vậy thì các bạn có lựa chọn con Pixel 5 này hay là không thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.